giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Harry Won khoe nhẫn kim cương khổng lồ vừa được người yêu tặng zoom lên cận cảnh mới choáng. Độ khủng của chiếc nhẫn kim cương được Harry Won chứng minh khi cô chụp lại bằng điện thoại và phóng lớn cho thấy từng đường nét tinh xảo. Trong những ngày ở nhà tránh dịch, Harry Won vừa livestream trò chuyện cùng người hâm mộ của mình. Ngoài những chia sẻ về cuộc sống, nữ ca sĩ còn khoe cả chiếc nhẫn kim cương vừa được người yêu cũng chính là ông xã mình tặng. Độ khủng của chiếc nhẫn này được chứng minh khi cô chụp lại bằng điện thoại và phóng lớn cho thấy từng đường nét tinh xảo. Để sở hữu một chiếc nhẫn như thế này chắc chắn phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, Trấn Thành đúng là chiều vợ hết ý. Trước đó, nam nghệ sĩ từng nhiều lần tặng quà cho bà xã. Vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới với Trấn Thành đã tặng Harry nhẫn kim cương khiến cô vô cùng cảm động. Harry Won cho hay trước đây khi Trấn Thành cầu hôn, đáng lẽ phải dùng nhẫn kim cương nhưng cả hai không biết. Giờ Trấn Thành mới bù đắp cho bà xã chiếc nhẫn khủng có giá hơn 1 tỷ đồng. Harry Won khi đó cũng chi mạnh hầu bao tặng ngược chồng một chiếc đồng hồ có giá trị ngang ngửa. Harry Won phóng lớn khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Trấn Thành là ông chồng rất tâm lý, trong những dịp đặc biệt chẳng khi nào thiếu quà cho vợ. Trương Bảo Như chăm sóc bé La Vi chu đáo coi như con ruột. Trương Bảo Như thực sự là người bạn trân quý đã xuất hiện trong cuộc đời Mai Phương, nữ ca sĩ chăm sóc La Vi như con gái của mình. Sự ra đi của diễn viên Mai Phương những ngày qua khiến khán giả tiếc thương vô hạn. Nhiều người bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho những người bạn như Trương Bảo Như, Ốc Thanh Vân đã quan tâm và ở bên cạnh cố nghệ sĩ lúc bạo bệnh. Khi Mai Phương có biểu hiện bệnh, Bảo Như càm ràm không ngừng, liên tục ép bạn phải đi khám. Nhận tin ung thư, người đầu tiên Mai Phương báo tin là Bảo Như. Trong lúc Phương còn đang mông lung suy nghĩ chưa kịp khóc thì cô bạn ca sĩ đã khóc xối xả. Bảo Như mắng Mai Phương trong nước mắt, thấy chưa, chồng đã nghiêng rồi mà không nghe lời. Trước khi Mai Phương qua đời, Trương Bảo Như đã đón bé La Vi về nhà của mình, chăm sóc cực kỳ chu đáo. Được ca sĩ dạy con học, cho con ăn, ru con ngủ. Nhìn những bức ảnh cô chia sẻ lên trang cá nhân vào thời gian đó, ai nấy cũng nhắn nhủ. Bảo Như như mẹ ruột của La Vi vậy, bé La Vi rất ngoan ngoãn và thông minh. Cô bé vô cùng thích thú khi ở bên mẹ Như và bạn Bắp, con trai của Trương Bảo Như. Bé La Vi được mẹ Như đón sang nhà chơi. Bạn Bắp mua đồ chơi tặng La Vi. Bảo Như dạy La Vi học bài. Hai bé chăm chú học, như khen La Vi thông minh. Đến giờ ăn là hai bé mỗi người một bát, nói cười rất vui vẻ. Hai bạn bị mẹ Như phạt vì ăn chậm nhưng vẫn túm tím cười thích thú. Vi phụng phịu khi bị phạt nhìn bé trông đáng yêu chưa này. Mai Phương từng chia sẻ từ những lần đi khám nhập viện của cô, lúc nào Bảo Như cũng có mặt đầu tiên để đưa đón. Ca sĩ thu xếp công việc xin phép chồng con. Từ bỏ nhiều show, sự kiện và suýt mất việc tại công ty dầu khí, Mai Phương nằm viện, Bảo Như cũng nhiều lần theo vào chăm sóc trong chừng, giúp bạn tiếp khách, giữ tiền, lo chi phí và đây là người bạn cô vô cùng tin tưởng. Trương Bảo Như, người hùng thầm lặng trong cuộc đời của Mai Phương. Trương Bảo Như chăm sóc bé La Vi chu đáo coi như con ruột. Trương Bảo Như thực sự là người bạn trân quý đã xuất hiện trong cuộc đời Mai Phương, được ca sĩ chăm sóc La Vi như con gái của mình. Sự ra đi của diễn viên Mai Phương những ngày qua khiến khán giả tiếc thương vô hạn. Nhiều người bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho những người bạn như Trương Bảo Như, Ốc Thanh Vân đã quan tâm và ở bên cạnh cố nghệ sĩ lúc bạo bệnh. Khi Mai Phương có biểu hiện bệnh, Bảo Như càm ràm không ngừng, liên tục ép bạn phải đi khám. Nhận tin ung thư, người đầu tiên Mai Phương báo tin là Bảo Như. Trong lúc Phương còn đang mông lung suy nghĩ chưa kịp khóc thì cô bạn ca sĩ đã khóc xối xả. Bảo Như mắng Mai Phương trong nước mắt, thấy chưa, chồng đã nghiêng rồi mà không nghe lời. Trước khi Mai Phương qua đời, Trương Bảo Như đã đón bé La Vi về nhà của mình, chăm sóc cực kỳ chu đáo. Được ca sĩ dạy con học, cho con ăn, ru con ngủ. Nhìn những bức ảnh cô chia sẻ lên trang cá nhân vào thời gian đó, ai nấy cũng nhắn nhủ. Bảo Như như mẹ ruột của La Vi vậy, bé La Vi rất ngoan ngoãn và thông minh. Cô bé vô cùng thích thú khi ở bên mẹ Như và bạn Bắp, con trai của Trương Bảo Như. Bé La Vi được mẹ Như đón sang nhà chơi. Bạn Bắp mua đồ chơi tặng La Vi. Bảo Như dạy La Vi học bài. Hai bé chăm chú học, như khen La Vi thông minh. Đến giờ ăn là hai bé mỗi người một bát, nói cười rất vui vẻ. Hai bạn bị mẹ Như phạt vì ăn chậm nhưng vẫn túm tím cười thích thú. Vi phụng phịu khi bị phạt nhìn bé trông đáng yêu chưa này. Mai Phương từng chia sẻ từ những lần đi khám nhập viện của cô, lúc nào Bảo Như cũng có mặt đầu tiên để đưa đón.
ca sĩ thu xếp công việc xin phép chồng con. Từ bỏ nhiều show, sự kiện và suýt mất việc tại công ty dầu khí, Mai Phương nằm viện Bảo Như cũng nhiều lần theo vào chăm sóc trong chừng, giúp bạn tiếp khách, giữ tiền, lo chi phí và đây là người bạn cô vô cùng tin tưởng. Trương Bảo Như, người hùng thầm lặng trong cuộc đời của Mai Phương. Khổng Tú Quỳnh đăng clip ẩn ý về chuyện tình với Ngô Kiến Huy. Đăng clip bắt trend của giới trẻ, Khổng Tú Quỳnh được cho là đang ẩn ý nói về chuyện tình cũ với Ngô Kiến Huy. Chuyện tình yêu kéo dài 8 năm với nhiều trắc trở của đôi trai tài gái sắc Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh đi đến kết thúc đã khiến không ít người tiếc nuối. Trong 8 năm thanh xuân, nếu Ngô Kiến Huy thăng hoa vượt bậc trong sự nghiệp thì Khổng Tú Quỳnh lại không mấy thành công. Vừa qua đăng một clip bắt xu hướng của giới trẻ, Khổng Tú Quỳnh liền bị cộng đồng mạng đồn đoán rằng đang nhắc về chuyện tình với Ngô Kiến Huy, tự nhắn nhủ nên yêu bản thân mình hơn. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh từng có tình yêu đẹp kéo dài 8 năm. Khổng Tú Quỳnh ẩn ý nhắc nhở mình yêu bản thân hơn hậu chuyện tình với Ngô Kiến Huy. Vừa qua, Khổng Tú Quỳnh đăng tải clip bắt theo xu hướng với những câu thoại được cho rằng đang nhắc lại câu chuyện của mình và Ngô Kiến Huy. Cụ thể nội dung clip là nhắn nhủ Khổng Tú Quỳnh đừng tiếp tục bi lụy, khi tình yêu không có kết quả nên buông bỏ và yêu bản thân hơn. Nghi vấn Khổng Tú Quỳnh quay clip bắt trend nhưng càng hiện Ngô Kiến Huy. Đừng để nó đùa giỡn với mày nữa, yêu bản thân của mày đi. Mày không có cần nó, mày xứng đáng tốt hơn mà. Là những câu thoại đầy ẩn ý trong clip này. Cộng đồng mạng ngay lập tức cho rằng nội dung những câu nói này phần nào ẩn ý, nói về chuyện tình cảm giữa Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy. Sau khi xác nhận chia tay vào năm 2018, đến nay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh đều chưa từng lên tiếng về lý do cả hai đường ai nấy đi. Tuy nhiên hậu chia tay, Ngô Kiến Huy liền phát hành ca khúc Lỗi Của Anh với nội dung gửi lời xin lỗi đến cô gái đã yêu anh bằng cả thanh xuân, nhưng anh lại không thể cùng cô đi đến viên mãn. Nội dung ca khúc này được cho rằng ám chỉ Khổng Tú Quỳnh. Vì vậy không ít người đồn đoán lý do chia tay thuộc về chàng bắp Ngô Kiến Huy. Hậu chia tay, Ngô Kiến Huy vướng vào tin đồn yêu đương với nhiều cô gái như Sam, Đỗ Kim Thành, trong khi Khổng Tú Quỳnh vẫn một mình lẻ bóng, cũng là lý do khiến cộng đồng mạng nghĩ rằng cô vẫn chưa vượt qua được tình cũ. Từ những điều này, sau khi xem clip bắt trend của nữ ca sĩ, người hâm mộ liền suy đoán đây là lời Khổng Tú Quỳnh tự nhắc nhở bản thân sau tan vỡ với tình cũ 8 năm. Trước đó, Ngô Kiến Huy cũng bị cho đăng đàn ẩn ý nói về Khổng Tú Quỳnh. Cách đây ít ngày, Ngô Kiến Huy bất ngờ đăng tải lại câu hát trong ca khúc Lỗi Của Anh, được cho rằng đang ám chỉ Khổng Tú Quỳnh. Ừ thì anh biết chẳng một ai có thể ở bên đời mãi, cũng chẳng có ai có thể yêu một mình tình yêu không nhạt phai. Nếu đánh mất hy vọng, người hãy mở lòng chào đón một tình yêu mới. Thường ngày Ngô Kiến Huy vốn là người hài hước, trang cá nhân của chàng bắp cũng tổng quan là những hoạt động vui vẻ, nên người hâm mộ càng tin rằng không phải ngẫu nhiên mà Ngô Kiến Huy lại đăng tải lời tâm trạng. Legend tin rằng đây là lời anh chàng muốn gửi đến bạn gái cũ, mong cô tìm được tình yêu mới hậu chia tay. Cộng đồng mạng cho rằng Khổng Tú Quỳnh vẫn chưa vượt qua được tình yêu tan vỡ với Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên tất cả những ẩn ý trên đều là suy đoán đến từ cư dân mạng. Kết lại 8 năm thanh xuân, dù là lỗi của ai thì không thể phủ nhận Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã có một tình yêu đẹp dành trọn tất cả cho nhau. Hy vọng lớn nhất của người hâm mộ lúc này chính là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tiếng luật Ốc Thanh Vân mừng rỡ khi thầy giáo nước ngoài được giúp đỡ. Trước sự việc thầy giáo nước ngoài được giúp đỡ, Tiếng luật và Ốc Thanh Vân không khỏi mừng vui và chia sẻ lên trang cá nhân. Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao việc một thầy giáo người nước ngoài đã phải đứng bên đường dơ bẩn, không có công việc, giúp tiền mua thức ăn cảm ơn. Hành động này xuất phát từ sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến ông thất nghiệp suốt 3 tháng qua, không có thu nhập, không có tiền mua thực phẩm, nên người thầy này đành phải xuống đường xin giúp đỡ từ người dân. Tiếng luật Ốc Thanh Vân mừng rỡ khi thầy giáo người nước ngoài này được giúp đỡ. Ngay khi hình ảnh người thầy ngoại quốc lớn tuổi này xuất hiện trên truyền thông, nhiều khán giả theo dõi và mở lòng tìm đến giúp đỡ. Danh hài Tiếng luật cập nhật được tình hình đó và không khỏi vui mừng chia sẻ lên trang cá nhân, nhưng mình đúng là dễ thương luôn. Ông Tây được giúp quá trời, vì ổng phải thu xếp lịch để dạy vì quá nhiều người liên hệ, nhưng mình dễ thương siêu đỉnh. Hình ảnh thầy giáo Tây được nhiều người tìm đến nhà giúp đỡ. Danh hài Tiếng luật vui mừng bày tỏ trên trang cá nhân. Bên dưới bài đăng của Tiếng luật, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân cũng bình luận bày tỏ sự thích thú trước tấm lòng của người dân. Qua đó cô và ông xã Thu Trang tiết lộ mình cũng đã tới tận nơi nhưng không gặp được. Cả hai nghệ sĩ đều tranh thủ tìm đến thầy giáo nhưng không gặp được. Ngoài lúc tranh thủ đến tìm gặp thầy giáo để giúp đỡ,
Tiếng Luật cùng bà xã Thu Trang thời gian qua vẫn nghiêm túc ở nhà và cùng kêu gọi khán giả làm theo. Mới đây nhất, cả hai vừa chia sẻ một hoạt động có ích cần làm trong thời gian ở nhà đến người xem, đó là tập thể dục thể thao. Vợ chồng Thu Trang Tiến Luật chia sẻ hoạt động tại nhà mùa dịch. Đáng chú ý trong clip này chính là màn thi đứng squat giữa hai vợ chồng xe máy trụ lâu hơn. Và kết quả chỉ sau gần 15 giây, nam danh hài đã sớm bỏ cuộc để lại vợ thích thú trêu chọc. Chỉ khoảng 10 giây là Tiến Luật đã vội ăn gian lui về sau để ngồi. Với tư cách là người của công chúng, có thể thấy trong thời điểm nhạy cảm này, nhiều nghệ sĩ đã làm việc tốt, làm gương trong cách hoạt động phòng dịch và qua đó họ cũng không quên quan tâm đến những mảnh đời khó khăn trong xã hội để giúp đỡ.